Đúng như thông tin từ trước đó, hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 2022, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng xe Yaris Atiq ở thị trường Thái Lan. Đây chính là Toyota Vios, thế hệ mới dành cho những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Bước sang thế hệ mới, Toyota Vios 2023 được áp dụng phong cách thiết kế ngoại thất hiện đại và thể thao hơn. Điều này được thể hiện qua thiết kế đầu xe với cụm đèn pha mượt mà hơn, tích hợp giải đèn LED định vị ban ngày hình chữ L mới. Hai đèn pha được nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng, nằm vắt ngang đầu xe. Tiếp đến là cản trước mới, tích hợp lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn với các nẹp nằm ngang sơn màu đen bóng. Đây là phong cách thiết kế hiện đang được áp dụng cho nhiều mẫu xe Toyota như Camry, Corolla Altis và Avanza Premier. Trong khi đó, ở hai góc của cản trước xuất hiện khe gió nằm dọc màu đen. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp thiết kế fastback mới của Toyota Vios 2023 vì phần nóc nối mượt mà, với nắp cốp sau, tương tự Honda Accord. Thêm vào đó là đường chân kính nổi bật, trích dần lên ở cột C và bộ vành hợp kim 7 chấu mới, sơn hai màu. Có thể thấy thiết kế bên sườn của Toyota Vios mới, gợi liên tưởng đến Daihatsu doanh nghiệp FC Den Concept đã từng ra mắt trong triển lãm ô tô quốc tế Indonesia 2017. Không chỉ lột xác ở bên ngoài, Toyota Vios 2023 còn được thổi làn gió mới vào không gian bên trong xe. Bước vào bên trong mẫu xe này, người lái sẽ bắt gặp không gian nội thất bọc da hoặc da pha nỉ, tùy phiên bản. Chưa hết, xe còn có vô lăng 3 chấu mới, tích hợp phím chức năng với thiết kế giống Toyota Raize và Daihatsu Zoki. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí đặt nổi trên mặt táp lô, gợi liên tưởng đến trang bị của các mẫu xe Honda đời mới như Civic hay CR-V. Có thể kể đến một số trang bị nội thất đáng chú ý của Toyota Vios 2023 ở thị trường Thái Lan như màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch, màn hình màu đa thông tin TFT 7 inch trong bảng đồng hồ, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động, lọc không khí PM 2.5, đèn viền 64 màu, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Đặc biệt, Toyota Vios 2023 còn được nâng cấp mạnh về trang bị an toàn với gói Toyota Safety Sense mới. Với sự xuất hiện của gói công nghệ an toàn chủ động này, Toyota Vios mới hứa hẹn sẽ khiến các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Accent hay Honda City phải run sợ. Cụ thể, trang bị an toàn của mẫu sedan hạng B này gồm có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi giải tốc độ, camera 360 độ, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, kiểm soát chân ga, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và đèn pha tự động. Nằm bên trong thân vỏ của Toyota Vios 2023 là cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture, DNGA, tương tự Raize, Veloz, Cross và Avanza Premier. Xe sở hữu chiều dài 4.425mm, chiều rộng 1.740mm, chiều cao 1.480mm và chiều dài cơ sở 2.620mm. So với thế hệ cũ, xe ngắn hơn 17mm, rộng hơn 10mm, cao hơn 5mm và chiều dài cơ sở tăng 70mm. Trái với tin đồn, Toyota Vios 2023 ở thị trường Thái Lan không có hệ chuyển động hybrid. Thay vào đó, xe sử dụng động cơ xăng có mã 3NV với 4 xi lanh, DOHC, dung tích 1.2 lít, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực tại tua máy 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 110 Nm tại tua máy 4.400 vòng trên phút. So với thế hệ cũ, động cơ chỉ mạnh hơn 2 mã lực và 1 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Super CVTi sang số tuần tự và hệ dẫn động cầu trước như cũ. Tại thị trường Thái Lan, mẫu sedan hạng B này được chia thành 4 phiên bản, bao gồm 1.2 Sport CVT, 1.2 Smart CVT, 1.2 Premium CVT và 1.2 Premium Luxury CVT. Giá Toyota Vios mới ở thị trường này dao động từ 539.000 đến 689.000 baht, khoảng 349 đến 446 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng có thể lắp thêm 3 gói phụ kiện tùy chọn mang tên Chiaro, Presto và Lusso cho xe của mình.